Dạ bạn đi nào. Bạn đăng tiết. Sau này năm làm việc tại công ty Trường X đúng không? Dạ. Tiếp nha, cô tự giới thiệu cô là giáo viên công ty xuất nhập khẩu Đài Loan. Cô kiểm tra cái tư thân của em và nhắc nhở em về tính chất công việc bên Đài Loan để em hiểu rõ thêm nha. Phạm đăng tiết, quê Thái Bình, năm nay 26 tuổi, cao 1m68, nặng 66 cân, đã tốt nghiệp cấp 3, đã kết hôn, đúng không? Vâng. Bên trái tay phải có hình xăm không? Tay phải. Ở tay này không hình xăm, không cận thị, không cụt ngón. Rồi, ok. Có bệnh nền gì không? Không. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Nên bệnh nền em có hiểu bệnh nền như thế nào không? Không, mấy bệnh giống như kiểu là về hô hấp, toan, xếp. Rồi tim mạch, tim về mạch. Máu, thiếu máu, rồi các thứ nha. Đấy, ví dụ như cái bệnh nền của mình trước đây mình có mà nguy hiểm đến bản thân hoặc là mổ xẻ, có đinh trong người, các thứ này các bạn phải nói nha. Vâng. Anh không, nếu mà có đinh trong người nó không bay được. Không. Không có bệnh nền gì, không bệnh tật, sức khỏe đều tốt đúng không? Vâng. Nếu mà sang đến mà người ta phát hiện mình có cái bệnh nền thì làm sao mình sẽ ra mình để em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Anh chịu hoàn toàn nhé, công ty không có trách nhiệm gì với em trong cái vấn đề này đâu, nhớ chưa? Vâng. Chứ còn ốm đau bệnh tật thì anh có những cái đấy xảy ra thì nó chuyện bình thường. Nếu còn nền cũ của mình là không phải nói ra khỏi nó nhé. Vâng. Kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam như em có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam? Em có 2 năm kinh nghiệm của công sự ạ. Em 3 năm làm ở công ty Office, làm thao tác máy, kỹ thuật máy. Ừ. Và 3 năm làm ở công ty điện tử ạ. 3 năm làm ở công ty điện tử. Okay. Em biết mình ra Đài Loan làm việc tại công ty nào không? Công ty Trường Bình ạ. Công việc của em là làm về cái gì? Làm về sản xuất Office ạ, cung cấp và các bạn Office. Các công việc liên quan đến công việc. Cô nhắc lại để em hiểu rõ thêm về tính chất công việc bên Đài Loan nhé. Vâng. Em sang Đài Loan làm việc tại công ty Trường X thuộc thành phố Cao Hùng. Thời gian hợp đồng là 3 năm. Kinh nghiệm làm việc của cái công việc của em ở bên Đài Loan ấy là làm ở trong công xưởng sản xuất ốc vít, vận chuyển hàng, đóng gói và các công việc trong công xưởng được sắp xếp. Em nhớ chưa? Vâng. Phải ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, linh hoạt, chăm chỉ, chịu thương, chịu khó. Làm tăng ca thì theo lượng đơn hàng của công ty nhé. Quy định của công ty ở bên đấy là của bên pháp luật của Đài Loan người ta quy định số giờ làm thêm không? Nên các bạn 27.400 bài chạy cộng với làm thêm cho những nhân các bạn có những cái khoản trừ phí ăn ở, phí bảo hiểm, phí khám sức khỏe là cũng thành tăng nhé. Thì trong bảng lương này sẽ cố gắng để ý trong bảng lương nhé. Đấy là đi làm cái gì có thể làm. Em hiểu chưa? Công ty đấy ra thứ nhất là không được đòi đổi chủ, không được bỏ trốn, không được loại biểu nước. Em biết chưa? Phải nghe theo sự sắp xếp của chủ. Đi làm trước 15 phút, về sau 15 phút. Không đổi ký túc. Không được làm việc riêng trong giờ làm. Ví dụ nghe điện thoại hoặc là thuốc lá hoặc cái gì là không được phép, nhớ chưa? Nếu em vi phạm trong cái điều khoản trên em phải chịu phạt 3.000 đô la Mỹ. Em đồng ý không? Có. Chắc chắn chưa? Chắc. Ừ. Đấy, cô nói nghe rõ là như này, đây công việc là rất là vất vả nhá. Vâng. Em có chịu được không? Có. Đấy, nhiều khi là phải làm nặng này, hoặc là phải làm lưng chân lưng tay này, phải nắm bức này hoặc kia đấy. Vâng. Nói chung là rất vất vả. Em chịu được được. Có. Đúng không? Vâng. Đấy thì cái tư thân của em là chính xác chưa? Rồi. Cái bản công việc này em đã đồng ý với cái bản công việc này chưa? Rồi. Đồng ý rồi đúng không? Vâng. Chắc chắn nhá. Vâng. Công ty đề ra những cái điều khoản trên em có đồng ý không? Có. Có thắc mắc gì không? Không. Ừ. Nếu mà em không thắc mắc gì thì
Em cái video này là cái bằng chứng giữa công ty với em nhé, ở hai bên. Em xem em mai xảy ra vấn đề gì thì em chịu hoàn toàn trước pháp luật và 3.000 đô Mỹ. Nếu em làm đúng thì em khoai không bạn bè em gì cả. Thấy chưa? Anh nên được một đội chủ nha, đội chủ nha. Mất 3.000 đô. 6 tháng sau mới đổi được. Cố gắng lên. Thấy chưa? Được nghe bạn nghe bè 3 tháng đầu người ta là cái tháng sự việc chút thôi. Đấy, xong cố gắng qua 3 tháng thì để mà công việc nó cũng quen rồi. Đấy, thời gian làm việc của mình, các thứ nó quen rồi nên mình cảm thấy